đấu bởi mấy cái dây cái ngang đó luôn á. Rút mấy cái cây đúng rồi, bẻ mấy cây đó ra. Rồi càng cho thôi. Đó càng ai tập trung vô. Đặt hết giờ làm về. Chính người Hội tổ chức lớp xã, cùng bạn cô xóm, anh em bạn bè bắt đầu và có đồng hương không gian dân tộc mày không nổi chết thôi, mày không nổi đâu, thảy lên là chết, có chừng đạp mấy chim rồi chết nhóc hết trơn này hả.